Hôm nay chúng ta sẽ giải mã bí mật một cậu em 1997 mà làm được gọi là gì ạ? Gọi là một ông trùm nho nhỏ, lớn lớn cũng là khiếp ở trên đất Nhật. Đấy. Thực ra là em nghĩ là nếu mà ở trên đất Nhật thì cái yếu tố gì giúp cho bản thân em là cũng thuận lợi hơn cho công việc cũng như là được như ngày hôm nay? Thực tế thì phần rất lớn là nhờ sự cố gắng. Tuy nhiên là gì? Tức là mình càng cố gắng thì em càng cảm giác mình may mắn ấy. Càng cố gắng thì càng được mọi người yêu mến, càng được các anh các chị giúp đỡ và được các thầy hướng dẫn chỉ dạy chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái phần em nghĩ là một cái yếu tố lớn nhất mà nó cấu thành cái sự thành công, mà cái sự gọi là cấu thành những cái gì mà em hiện tại đang có. Nói chung là mình cứ phải chăm chỉ đã. Vâng, mình cứ phải chăm chỉ và chân thành, đúng không? Vâng, chân thành. Rồi tự dưng cứ nghĩ là may mắn nó đến, nhưng mà hóa ra là cả một cái quá trình trước mình phải sống và làm việc như nào rồi. Đúng rồi, quan điểm như thế. Tụi bác thấy ông em tâm quá tuyệt vời đúng không? Không phải tự dưng người ta lên là công chủ.